Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Chào ngày mới sáng thứ năm, ngày 29 tháng 12 của STV. Những nội dung đáng chú ý nào sẽ có trong 15 phút của chương trình sáng nay? Quý vị đừng rời màn hình. Tôi là Mạnh Hà, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình sáng nay. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Để đảm bảo an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước trong thời gian tới, theo kết luận của Bộ Chính trị, Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả 10 nhiệm vụ trọng tâm, đó là tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước trong tình hình mới. Hoàn thiện thể chế, chính sách về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và điều tra cơ bản. Nâng cao năng lực tích trữ, điều hòa, phân phối nguồn nước, tiêu, thoát nước phục vụ sản xuất, đời sống dân sinh. Nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai liên quan đến nước và biến đổi khí hậu. Nâng cao chất lượng nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong đảm bảo an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước. Tăng cường bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn sinh thủy, phòng chống ô nhiễm suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. Tăng cường hợp tác ngoại giao với các đối tác quốc tế và các quốc gia có chung nguồn nước với Việt Nam. Năm 2022 Quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ Việt Nam ước đạt 16,4 tỷ đô la Mỹ, chiếm 7,5% doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của cả nước. Với tốc độ tăng trưởng 20% trên một năm, Việt Nam được eMaster xếp vào nhóm năm quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại về điện tử hàng đầu thế giới. Bước vào giai đoạn phục hồi hậu COVID-19, thương mại điện tử đang là một trong lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số, tạo động lực phát triển kinh tế và dẫn dắt chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết kinh ngạch xuất khẩu toàn ngành năm 2022 đạt trên 53,22 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,3% so với năm 2021. Thặng dư thương mại toàn ngành ước đạt 8,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 30% so với năm 2021. Cụ thể, giá trị xuất khẩu nông sản chính đạt 22,59 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,8%. Lâm sản chính đạt 16,93 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,1%. Thủy sản đạt 10,92 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,9%, chăn nuôi đạt 400 triệu đô la Mỹ, giảm 7,1%. Ngành nông nghiệp tiếp tục có 11 nhóm mặt hàng có kinh ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 7 sản phẩm trên nhóm sản phẩm có kinh ngạch trên 3 tỷ đô la Mỹ là gỗ và sản phẩm gỗ, tôm, cà phê, gạo, cao su, rau quả, hạt điều. Tổng số doanh nghiệp trên toàn tỉnh Sơn La đến hết tháng 12 năm 2022 là trên 3.250 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký trên 50.000 tỷ đồng. Trong năm 2022, toàn tỉnh ước tiếp nhận và xử lý trên 1.970 lượt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, tăng 33,36% so với cùng kỳ năm trước. Thành lập mới 560 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, tăng 30,54% so với cùng kỳ năm trước. Giải thể 101 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, tăng 34,67% so với cùng kỳ. Tạm ngừng hoạt động là 143 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, tăng 28,83% so với cùng kỳ đăng ký thay đổi gần 1.080 lượt hồ sơ, tăng 36,85% so với cùng kỳ. Số lượng doanh nghiệp đăng ký tăng trong năm 2022 cũng cho thấy những tín hiệu tích cực sau so phục hồi đại dịch COVID-19. Từ đầu năm đến nay, huyện Phú Yên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm xóa so đói giảm nghèo, bảo đảm các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng, đủ theo quy định, góp phần ổn định tình hình kinh tế xã hội tại địa phương công tác chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm. Toàn hiện hiện có hơn 21.000 người đi làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài tỉnh, hỗ trợ tạo việc làm cho 14 lao động, kinh phí 760 triệu đồng, thực hiện chính sách an sinh xã hội, xóa nhà tạm, nhà rột nát, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phú Yên tiếp tục tổ chức giá soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022. Qua giả soát, huyện Phú Yên vẫn còn 5.066 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 17,63%, giảm 2,10% so với năm 2021. Hộ cận nghèo 2.738, chiếm tỷ lệ 9,53%, giảm 1,54% so với năm 2021. Đồng hành cùng với người nghèo, Phú Yên tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân hỗ trợ kinh phí, xóa nhà tạm, rột nát, Hiện nay, huyện đã tiếp tục phê duyệt danh sách 14 hộ nghèo khó khăn về nhà ở, được hỗ trợ kinh phí làm nhà trên địa bàn xã Huy Tường, Kim Bon, kinh phí 540 triệu đồng. Để nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn, những năm qua, huyện Sông Mã luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo tại địa phương. Đến nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học trên địa bàn huyện Sông Mã được đầu tư xây dựng mua sắm, từng bước đáp ứng yêu cầu giáo dục. Toàn huyện có trên 1.630 phòng học, 335 phòng chức năng, 309 phòng ở bán chú, nội chú, trên 401 phòng công vụ, trong đó phòng kiên cố, bán kiên cố chiếm 95%. Giai đoạn 2016-2022, huyện Sông Mã đã huy động được trên 96 tỷ đồng, tiến hành sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới được trên 930 công trình, mua sắm nhiều trang thiết bị dạy học. Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện tham gia thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục với số tiền trên 29 tỷ đồng. Có phần từng bước mở rộng mạng lưới trường lớp tạo điều kiện cho học sinh được học tập, rèn luyện trong môi trường giáo dục ngày một tốt hơn. Năm 2022, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn toàn tỉnh đã tăng cường phối hợp với các ban ngành tổ chức, chính trị xã hội và chính quyền cơ sở để mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ rừng, những người sống gần rừng và toàn thể cộng đồng về công tác bảo vệ rừng và phát triển rừng. Trong năm, các lực lượng đã tổ chức trên 500 cuộc tuyên truyền với trên 37.000 lượt người nghe. Công tác đấu tranh phòng chống vi phạm luật lâm nghiệp được quan tâm. Trong năm, các lực lượng đã kiểm tra phát hiện 401 vụ, giảm 28,8% so với năm 2021. Tổng tiền thu nhập ngân sách trên 3 tỷ đồng. Công tác trồng rừng được tập trung triển khai. Toàn tỉnh đã tổ chức trồng được gần 4.800 hecta rừng, vượt 73,5% so với kế hoạch. Công tác quản lý lâm nghiệp, theo dõi diễn biến rừng, quản lý khai thác và sử dụng rừng được quan tâm triển khai, nhờ đó đã hạn chế tối đa xảy ra cháy rừng trên địa bàn. Trong năm 2022, toàn tỉnh chỉ để xảy ra một vụ cháy rừng gây thiệt hại trên 5 hecta. Năm 2023, ngành kiểm lâm sẽ tăng cường công tác quản lý đầu tư và hướng dẫn triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án bảo vệ rừng theo hướng bền vững để người dân có thu nhập trực tiếp, thực chất từ nghề rừng. Phấn đấu năm 2023, toàn tỉnh trồng mới trên 2.000 ha rừng, khoanh nuôi gần 4.800 ha, tập trung trồng mới 1,5 triệu cây phân tán. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức, tiếp tục với chào ngày mới sáng nay, mời quý vị đến với câu chuyện ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, với điều kiện đất đai rộng, có nhiều đồng cỏ tự nhiên, khí hậu mát mẻ trong lành, huyện biên giới Sốp Cộp, tỉnh Sơn La có nhiều lợi thế để phát triển chăn nuôi đại gia súc như trâu, bò, ngựa. Từ việc thay đổi nếp nghĩ cách làm trong chăn nuôi, những năm qua người dân ở đây đã tập trung phát triển nhiều mô hình chăn nuôi hiệu quả mang lại nguồn thu nhập cao. Hợp tác xã Pu Mua, xã Nậm Lạnh được thành lập từ tháng 8 năm 2019 với 10 thành viên cùng chăn nuôi bò. Các thành viên bàn bạc cùng thống nhất thay đổi thói quen từ chăn nuôi thả rông sang chăn nuôi nhốt chuồng. Hiện đàn bò gần 100 con được ngành nông nghiệp huyện đánh giá sinh trưởng tốt phát triển tốt. Trung bình mỗi con bò khi xuất bán mang lại thu nhập hơn 30 triệu đồng. Bước đầu là cũng cũng chưa trên địa bàn là cũng ít có hợp tác xã nào đã đi trước nên là bước đầu thì vận động là cũng 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 rất khó khăn. Sau khi thành lập thì được nhà nước hỗ trợ bò cái sinh sản theo chương trình nông thôn mới. Gần 2 năm thực thực hiện hiệu quả ban đầu. Thì đến nay thì bò là cũng triển tốt. Thời gian qua, huyện Sốp Cộp đã thực hiện tuyên truyền, vận động các hộ dân có châu bò chuyển từ chăn thả tự do sang bắn chăn thả hoặc nhốt chuồng, qua đó phù hợp với điều kiện sản xuất và hạn chế dịch bệnh, đói rét. Người dân vùng biên cũng đã biết cách trồng cỏ, ngô để chủ động nguồn thức ăn cho châu bò. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình cũng có đàn châu bò lên đến hàng trăm con, hàng năm thu nhập trên 400 triệu đồng. Bây giờ là nuôi con trâu con bò thì cũng thu nhập cho gia đình cũng tạm ổn định. Bây giờ là ai cũng là trồng cỏ voi cũng hơi khá khá. Bây giờ là nuôi trao bò thì mỗi một năm thì bán một hai con hạn cũng đủ thu nhập gia đình. Trong những năm qua có thể nhìn nhận thấy rằng bà con nhân dân qua quá trình uh, chăn nuôi uh, gia súc, chăn nuôi nhốt tại gia đình cũng thấy hiệu quả, mang lại hiệu quả kinh tế cho hộ gia đình. Nhiều hộ đã thoát khỏi hộ nghèo và có khoản thu nhập nhất định cho cuộc sống, ổn định cho cuộc sống cho bà con nhân dân. Với đàn gia súc lớn, công tác phòng chống dịch bệnh cũng được huyện Sốp Cục đặc biệt quan tâm. Hàng năm cán bộ nông nghiệp đến các bản mở các lớp tập huấn, hướng dẫn các hộ chăn nuôi các biện pháp để vệ sinh phòng bệnh trong đó chú trọng xử lý một số loại bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao như viêm da nổi cục, lờ mồm long móng, tụ huyết trùng. Đồng thời tiêm thuốc phòng bệnh miễn phí cho đàn gia súc của các hộ nghèo, gia đình chính sách. Hướng dẫn bà con là cách ủ thức ăn như thế nào để dự trữ cho mùa đông và cho ăn thêm những cái phần gì và bà con vướng mắc những cái gì thì đơn vị cũng hướng dẫn cụ thể đến bà con cho nên là những năm gần đây là cái phòng ở cái đói à, cái rét cái chết rét của của các xã thì là hạn chế rất là nhiều đến nay toàn huyện sốc cục có gần 54.000 con gia súc trong đó có trên 29.000 con trâu bò Việc phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng sản xuất hàng hóa đã tạo cho người dân vùng biên phát triển kinh tế theo hướng mới, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân trên chính mảnh đất quê hương mình. Vâng, từ việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa đã và đang là một trong những hướng đi thiết thực hiệu quả, giúp người dân huyện biên giới Sóc Cộp từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế, có phần xóa đói giảm nghèo bền vững ở địa phương. Khép lại nội dung câu chuyện ngày mới, mời quý vị đến với góc cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây bộ môn dân vũ thể thao được nhiều người yêu thích quan tâm. Khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh nhiều câu lạc bộ, đội nhóm được thành lập, tạo thành phong trào sâu rộng. Dân vũ thể thao không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy phát triển hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở mà còn góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đời sống tinh thần trong nhân dân. Khiêu vũ thể thao đang là một trong những loại hình văn hóa nghệ thuật được đông đảo người dân yêu thích và tập luyện, với mục đích tạo sân chơi lành mạnh, gặp gỡ giao lưu, các câu lạc bộ có chung sở thích đam mê với bộ môn nghệ thuật này. Câu lạc bộ khiêu vũ yoga Hồng Thịnh, thành phố Sơn La đã tổ chức đêm dạ hội chào xuân mới năm 2023 giữa các câu lạc bộ. Đến tham gia cái buổi khiêu vũ ngày hôm nay, đây là một cái dịp mà mà chúng tôi được giao lưu cùng giao lưu học hỏi và chúng tôi rất phấn khởi tại vì sau mỗi một buổi làm việc mệt mỏi được đến giao lưu được học hỏi và, và được nhảy chúng tôi cảm thấy rất là thoải mái. Tham gia đêm giao lưu có 10 câu lạc bộ dân vũ khiêu vũ thể thao với 150 thành viên đã biểu diễn 17 tiết mục. Do có sự đầu tư chu đáo công phu, các đội đã mang đến chương trình giao lưu những điệu nhảy khá điêu luyện, chuyên nghiệp và sáng tạo, mang lại không khí sôi động, vui tươi, phấn khởi, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Chúng tôi rất là vui và rất là cảm ơn câu lạc bộ Yoga khiêu vũ Hồng Thịnh đã tạo điều kiện cho anh em có một sân chơi vui khỏe bổ ích. Khiêu vũ thể thao đang là một trong những loại hình văn hóa văn nghệ được các chị em yêu thích, tạo sân chơi lành mạnh không chỉ giúp những người có chung niềm đam mê được giao lưu mà bản thân còn được rèn luyện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Những cái tình cảm của các thành viên của các câu lạc bộ bạn và của các cấp chính quyền địa phương dành cho câu lạc bộ yêu Ga Hồng Tịnh đã đến động viên chia sẻ và đấy là cũng là một cái niềm mà thúc đẩy cho chúng tôi có một cái sự lan tỏa hơn nữa để thu hút các thành viên đến hội tụ với lại câu lạc bộ khiêu vũ yêu Ga Hồng Tịnh ngày một nhiều hơn nữa. Chương trình Dạ hội chào xuân mới năm 2023 giữa các câu lạc bộ khiêu vũ dân vũ Zumba đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần mà còn đa dạng hóa hoạt động văn hóa văn nghệ, đồng thời giúp rèn luyện, nâng cao sức khỏe của người dân. Hoạt động theo hình thức tự nguyện, các tổ đội câu lạc bộ dân vũ thể thao trên địa bàn tỉnh không chỉ giúp mọi người nâng cao đời sống tinh thần mà qua đó còn góp phần thúc đẩy hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở ngày càng phát triển tới đây chương trình chào người mới sáng nay xin được khép lại cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt